từng được coi là biểu tượng cho sự hùng mạnh của các thương hiệu danh tiếng. Thế nhưng các cửa hàng hàng đầu đang dần biến mất khỏi những khu phố mua sắm cao cấp tại Manhattan. Trong vòng một năm trở lại đây, nhiều tên tuổi lớn trong ngành bán lẻ như Gap, Tommy Hilfiger đã đóng các cửa hàng tại Manhattan, chủ yếu là do áp lực giá thuê mặt bằng cao. Trước đây chúng tôi tới New York và đến đại lộ Madison, có rất nhiều cửa hàng, nhưng giờ số lượng không còn nhiều như trước nữa, một số đã ngừng kinh doanh. Bên cạnh vấn đề chi phí, sự thay đổi mạnh mẽ trong xu hướng mua sắm của người tiêu dùng cũng là nguyên nhân khiến các thương hiệu không còn quá coi trọng các cửa hàng hàng đầu. Tôi nghĩ đang có rất nhiều người chuyển sang mua sắm trực tuyến, bao gồm cả những phụ nữ vốn quen mua sắm tại các cửa hàng sang trọng. Mua sắm trực tuyến thuận lợi và nhanh chóng hơn nhiều. Nhu cầu mở cửa hàng không còn quá lớn, cũng tác động ngược lại thị trường nhà đất, kéo giá thuê bất động sản giảm mạnh. Chỉ 3 năm trước, chúng tôi vẫn đang trong thời kỳ khá huy hoàng. Giá thuê đất tại đại lộ số 5 có thể đạt tới 37.000 đô la Mỹ một mét vuông. Giờ thì bạn có thể thuê với giá chỉ bằng một nửa. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là những cửa hàng hàng đầu sẽ hoàn toàn lùi vào dĩ vãng. Nhiều thương hiệu bán lẻ đang tìm cách thay đổi với những cửa hàng ít hàng hóa hơn nhưng cung cấp cho khách hàng nhiều trải nghiệm thú vị hơn. Có thể kể đến cửa hàng công nghệ cao của Nike hay những dịch vụ cá nhân hóa sản phẩm cho khách hàng của Levi's. Cửa hàng hàng đầu của Levi's là nơi chúng tôi cung cấp cái nhìn đầy đủ nhất về thương hiệu, không chỉ từ góc độ sản phẩm mà còn cả góc độ người tiêu dùng. Đây là cơ hội để chúng tôi kết nối với người tiêu dùng, mang lại cho họ trải nghiệm thú vị. Tôi nghĩ sẽ rất khác biệt khi so sánh việc nhìn các sản phẩm qua ảnh với nhìn ngay tại cửa hàng. Việc có mặt tại đây chân thực hơn nhiều. Trong bối cảnh bán lẻ trực tuyến đang ngày càng chiếm ưu thế so với bán lẻ truyền thống, sự thay đổi này có thể là giải pháp hữu ích để các thương hiệu tiếp tục thu hút khách hàng, duy trì một cách hiệu quả các cửa hàng mang tính biểu tượng của mình.